Chào các bạn nha, hôm nay mình lên một con máy cày Dân Ma 2002D nha. Xe hai cầu, ngoại hình còn tương đối là ok, khoảng 70% nha các bạn. Xe này rất là ok luôn. Cái dàn cầu trước nè, xe này là kéo là khỏe bao khỏe luôn. Cầu rất là bự nha, dày nha. Cái đời này là cầu dày lắm. Số đồ nó cũng dày, chạy kéo khỏe. Đầu vuông nha các bạn. Con này được 20 người đó. Bánh của nó là bánh trước chưa răng nứt gì nha các bạn. Bánh đẹp lắm. Xe này mới về luôn. Cái bô còn rất là đẹp luôn nè. Mặc đồ còn mới ken, gà tay gà chân đều có hết nha. Con này nó mới chạy được có 1310 giờ thôi nha các bạn. Để lên bên xuống của nó đây, cần bên lên bên xuống đây, bên lên bên xuống đây nữa. Hai cái nó chế cái này đó để dành cho cái cục bên này nè. Nó chế bên Nhật, nó chế thêm một cái cục về các bạn. Nếu mà kéo cầu đẩy, kéo thùng, kéo rồi mọt đồ là có cái cục này rồi, nó ra cái đường nhớt này, có một cái đường nhớt không, chế ra cái đường nhớt là bên thùng được luôn nha. Đồi sâu nè, nhìn xe là sườn đồ là còn đẹp lắm. Bánh sau bánh trước đồ là còn mới kem nha các bạn, chưa có răng nứt luôn nha. Bánh còn rất là đẹp. Xi nhan đồ là còn hết, đầy đủ hết hai bên luôn nha. Móp xuống gò nó lên. Số của nó là có 3 số tới 1 số về nha các bạn. Số sới nằm đây. Mặt nạ đồ là còn nghiêm chỉnh hết á, chưa có bị gì hết. Chìa khóa bật là báo hết thì đủ. Cái dàn sườn nè, dàn sườn là còn bao nhiêu. Cái máy cục máy là nó mới chát luôn. Động cơ 3 máy nha các bạn. Máy đồ còn mới lắm. Còn 7 màu. Máy móc cục máy còn quá chất lượng. Cái vàng ở ngoài nó bị nổ sơn thôi, nhưng mà cái vàng ngoài đây nó bị nổ xíu sơn. Nhưng mà cái cục máy bên trong nó được bảo vệ, nó mới ken sơ ben luôn. 3 máy. 20 ngựa. Máy 3T80 nha các bạn. Máy mới chát luôn. Ôi dạ. Máy nó còn nước xanh luôn nha các bạn. Có zin. Máy móc là phần bên, phần máy móc là mình bao cô các bạn là còn zin từng con ốc luôn nha. Chưa xả gió gì hết đó. Máy móc này là chưa xả gió, chưa đụng gì hết nha. Bét, theo, kim gì, bất cứ. Nói chung từ nguyên cục máy là chưa đụng vào lon con tán, chưa đụng vô nó, chưa đụng chạm gì hết. Lân ơi, dây điện đồ nè, cục sạc nè. Cái con này lên cái làm cái đấm cabo được nha các bạn. Hai quả đèn còn ok hết. Cái này có gì mình kéo nó ra, tại vì nó bị nứt dán lại thôi.
để nổ máy chạy cho các bạn xem chất lượng của máy móc. Đèn xi nhan đồ là còn nghiêm chỉnh hết nè. Bật cái đèn trước có đèn không anh? Không. Không. Không có, cái nó sửa sau. Không thành vấn đề. Rồi nổ máy cho người ta xem luôn. À, cục máy có chất lượng. Một cái là nổ luôn nha các bạn. Máy con này còn thắng ngon lắm. Xài bao nhiêu đâu mà nhìn cục máy là biết rồi. Bye-bye.